Mâu thuẫn trong lúc làm việc, người đàn ông nhảy lên ô tô đạp vỡ cửa kính. Ngày 19 tháng 4, đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông ở Lâm Đồng nhảy lên nóc capo ô tô rồi dùng chân đạp vỡ cửa kính khiến cộng đồng mạng xôn xao. Theo chủ nhân của đoạn clip, anh PMV, ngụ tỉnh Lâm Đồng, sự việc xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 18 tháng 4 trên đoạn đường Hùng Vương thuộc địa bàn thị trấn Madaway, huyện Đạ Huai, tỉnh Lâm Đồng. Được biết, anh V là một luật sư sau đó, anh V và gia đình người đàn ông trong clip có xảy ra mâu thuẫn trong quá trình tư vấn pháp lý. Thời điểm xảy ra sự việc, người đàn ông này không kiềm được nóng giận nên đã chửi bới, nhảy lên nóc capo của ô tô rồi dùng chân đạp mạnh vào cửa kính. Mặc dù được người phụ nữ đi cùng can ngăn, người này vẫn không dừng lại mà liên tục thách thức, đạp cửa kính rơi vào bên trong xe. Sau sự việc, anh V đã đưa ô tô đi sửa, tổng thiệt hại là 17 triệu đồng. May mắn anh V không bị thương nhưng sự việc khiến người đi cùng anh V là một cụ bà 71 tuổi cảm thấy hoảng sợ. Đoạn clip đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người cho rằng hành động của người đàn ông trên gây nguy hiểm cho tài xế ngồi trong xe. Không biết sự việc như thế nào, nhưng hành động mang tính côn đồ như vậy là không chấp nhận được. Tài khoản DGK chia sẻ.